À, hôm nay em xin giới thiệu với anh em, đây là lá gió của Hoàng Đức 303, xài đường kính 26 ly nha. Nó ba loại, là bằng nhựa truyền thống nha, 26 ly. Còn loại cao cấp hơn là bằng silicon nha. Silicon này mình ưu điểm mình tăng cost được. Lòng anh em nào mà 26 nó mòn mà tăng lên 26 51, 6 ly 2 được nha. Cái thứ ba nó bằng da. Da này ưu điểm là độ bền nó cao. Da bò, bằng da bò, độ bền nó cao. Nha, nó dễ chịu, cái ống mà mình mòn xước kia đó nó xài được hết nha, nó không khó chịu bằng hai này. Đó, ba loại lá gió của Đức 303. Thì thằng này còn là xo. Là xo này xo xo xịn nha. Là xo này bao bẻ bao xài luôn nha, mình bán là xo xịn. Thì mình nói không tin nhưng mà mình bẻ thử cho anh em coi nè nha. Em nhận hàng được kiểm tra. Rồi anh em coi nè, em mình bẻ nè. Rồi bẻ nè. Thấy không? Giữ nè, giữ một hồi nè. Đó, rồi buông ra nè. Anh em coi là xo nè. Không có cong ghiếc gì hết nha. Rồi bẻ nè. Buông ra nè, em thấy không, là xo nè. Không cong gì hết. Bẻ nè. Buông ra nè. Rồi, anh em coi là xo nè, không cong gì hết nha. Dẫn thẳng đường luôn. Đó. Là xo xịn. Em xài là nó lực được, nó đúng lực, nó không có cứng quá và buộc xe được nha, đúng lực nó được đó. Thằng này là số vòng nó là 30 vòng vô Đức nha, đường kính là 20 ly, tẹp 12 kg đường kính nó 19 ly rưỡi, còn này là 20 ly, là sau của tẹp 12 kg là 31 vòng, thằng này 30 vòng thôi nha, nó số vòng 30 vòng thôi. Rồi anh em cần alo số điện thoại mình tư vấn cho nha, này định kỳ con Đức 303, anh em cần liên hệ số điện thoại mình tư vấn cho.